Ok, sản phẩm thì cũng đã lắp ghép xong rồi và ngay bây giờ mình sẽ đánh giá cụ thể cái bộ chi tiết sản phẩm pen lục đạo của hãng Cloud cho các bạn cùng thưởng thức nhé. Bắt đầu từ cái phần bay thì họ cũng làm giống tất cả những cái sản phẩm nhân vật Akatsuki lúc trước, đều là một cái phần đen và ở giữa có cái hình biểu tượng của tùy từng nhân vật. Như là pen các bạn đã xem thì đây là cái hình kiểu tua tua màu tím, này là hình kiểu con mắt Rengan, con mắt của pen ấy. Và ở phần giữa này nó có hình logo, cái hình logo này chính là cái hình logo ở trên cái biểu tượng nhẫn của pen. Theo như mình tìm hiểu thì cái chữ này thì nó là cái chữ kiểu như là tan tác hay là chữ mệnh lệnh ấy, hủy diệt. Ý nghĩa của nó kiểu như là muốn thế giới sụp đổ, kiểu đấy. Cái phần con mắt này và nó có viền ra tận đến đằng sau, và đằng sau chính là cái điểm chính của con mắt, đó chính là cái con người ở giữa lòng mắt Rengan. Đấy. Đằng trước thì nó lại là cái hình logo biểu tượng cái nhẫn của pen. Ở phần bên trên bay bắt đầu luôn là những cái tượng đá và có cái nhân vật bị hóa đá. Những cái nhân vật bị hóa đá này đều là những cái nhân vật ở trong hội lục đạo của pen. Ở giữa thì là pen thiên đạo, xung quanh là những cái đạo như là đạo nhân gian đạo này, đây là ngạ quỷ đạo, đây là Atula đạo này, còn bên tay phải mình là địa ngục đạo, và trên này là súc sanh đạo, và trên nữa đây là cái ma tượng. Cái ma tượng này các bạn xem trong phim thì chắc cũng biết rồi, cái này nó hút tất cả những cái vĩ thú lại để tạo ra thập vĩ các bạn. Và cái bộ sản phẩm này thì cái cách tạo hình của nó phải nói là nó rất là ấn tượng. Pen ở giữa thì nó chỉ một màu thôi, còn những cái nhân vật xung quanh đều là phụ và nó chỉ là làm nền cho cái nhân vật pen các bạn đang xem ở đây. Cái nhân vật pen này thì từ trước giờ nhiều hãng studio làm rồi, nhưng mà để nói là chất lượng và ấn tượng nhất thì mình nghĩ là hãng Cloud này họ có cái kiểu dáng và tạo hình nó nhìn nó ấn tượng và chất lượng hơn. Gần đây nhất thì cũng có hãng Zobang, họ làm cái tạo hình pen đang bay lên và phía sau là cảnh Nagato đang điều khiển. Rất là đẹp và rất là chất lượng. Phía sau của cái bộ sản phẩm pen của hãng Cloud này là cái hình biểu tượng nhân vật. Nó chính là cái địa bàn căn cứ của pen khi ở làng mưa. Cũng nhìn cũng rất là đẹp và rất chất lượng. Ở bên trên nữa thì có cái dòng chữ đỏ. Chữ đỏ này thì mình nhìn cũng biết là chữ thiên đạo. Còn ở giữa hai cái chữ này nó có một cái hình tròn và xung quanh cũng có rất là nhiều hình tròn nữa. Đó chính là cái biểu tượng mắt Rengan. Về cái tạo hình kiểu dáng thì cái bộ nhân vật này khá là ok rồi. Còn về thần thái khuôn mặt thì pen thì họ tặng cho hai cái head cơ. Khuôn mặt thì mình thấy là khá là tương đối giống với cả trong truyện rồi. Còn mặt thì hơi hiền một chút, nó chưa có đủ độ lạnh. Nhưng mà khi gắn lên cái bộ sản phẩm này thì mình thấy vẫn rất là ok. Tại vì nó gắn với cả cái phần tay bắn trưởng và kiểu dáng này nữa. Nên là mặt thì nếu mà nhìn không này thì nhìn rất là hiền, nhưng mà khi mà gắn lên cái bộ sản phẩm này thì cũng vẫn ok, không phải là quá tệ. Chỉ gọi là chưa đủ độ lạnh thôi. Nghĩa là pen bình thường nó có một cái độ lạnh, có một cái độ sát khí rất là lớn. Nếu mà các bạn nhìn vào những hình ảnh pen ở trong truyện hay anime thì nó cũng có một cái gì nó rất là giận người. Ở đây thì họ làm cũng chỉ gọi là đủ tương đối chấp nhận thôi, chứ chưa phải là ở mức gọi là nhìn phát sợ. Hãng Cloud thì họ làm cũng khá là nhiều những cái sản phẩm đỉnh cao rồi, nên là những cái màu sắc về cái bộ sản phẩm này thì cũng không có gì để chê cả. Họ làm tương đối là tốt và cũng không bị những cái lỗi kiểu vớ vẩn, hay là bị lem màu, hay là rồi cả từ những cái đường chân tóc cũng vậy. Rất ổn. Có một điều nữa mình thấy ở cái khuôn mặt này là ở cái phần mũi này có cái gọi là có những cái thanh kim loại gắn vào mũi ở hai bên này, thì mình thấy là họ làm hơi ngắn. Ví dụ như cái hãng gì nhỉ? Nhớ lại xem nào. Không nhớ chính xác, nhưng mà cái chi tiết ở phần mũi này, cái phần kim loại nó phải làm dày hơn và làm dài hơn chút nữa thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây này, cái phần mũi của nhân vật pen này. Đấy. Ở đây có một phần chi tiết khá là thú vị, đó là ở bên tay trái của pen có cái hình ảnh của Jiraiya. Pen thì đang cầm cái gậy và đâm xuyên cái băng trán của thầy của mình. Đấy. Giết thầy phản bạn, giết thầy thôi. Còn đối với bạn bè thì pen rất là tốt. Và bên tay phải của mình hiện tại là có cả một cảnh cụ cóc nữa bị đâm chết bởi một cái thanh kim loại. Đấy. Cũng đứng cũng nằm gục ở đây luôn, rất là nhìn rất là ấn tượng.
những cái nhân vật đã bị Pen giết hại thì đều có ở trong cái bộ sản phẩm này. Những nhân vật lục đạo hóa đá ở xung quanh cái bộ sản phẩm này thì ngoài này tác dụng chính là làm nền cho cái nhân vật thiên đạo ra, thì cái kiểu dáng của những cái nhân vật lục đạo này nó khá là đẹp, khá là chất lượng. Tay cái thứ là múa may này, còn không thì dùng tay cũng gọi thuật như là bên địa ngục đạo này. Kiểu dáng gọi thuật hay là cái kiểu dáng tạo thế của nó cũng rất là đẹp chứ không phải là không. Bên trên là ma tượng nữa, há mồm ra nhìn rất là ghê. Kích thước của cái bộ sản phẩm các bạn đang xem có chiều cao là 45 phân, chiều rộng là chiều dài là 30 phân và chiều sâu là 26 phân. Thẻ được làm bằng kim loại rất là cứng và đẹp. Có đánh số bản là 438 bản trên toàn thế giới. Nếu mà được góp ý cho cái bộ sản phẩm này thì mình muốn là họ cần làm cái khuôn mặt pen nó phải là có độ lạnh hơn chút nữa thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn nếu mà ý tưởng để cho cái bộ sản phẩm mà nó tốt hơn nữa thì mình muốn là họ làm thêm một phiên bản theo kiểu là những cái nhân vật lục đạo này nó sẽ phai màu dần. Ví dụ các bạn đang xem màu đá đúng không, thì bên này nó sẽ là cái màu đúng như màu chính thức của nhân vật luôn, và nó sẽ phai màu dần từ màu đỏ, màu đen này, áo màu đen này chuyển dần phai màu sang màu đá đấy. Nhìn nó sẽ cảm giác như là nó đang bị phai màu sẽ đẹp hơn. Ok, vậy là cái phần đánh giá cụ thể cái chi tiết bộ sản phẩm Pen của hãng Glow tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, subscribe quan trọng hơn là đặt hàng để ủng hộ shop của mình nhé. Bye bye.